mà chúng ta học sang cái bài mới, cái phần bài mới là cái phần mới, cái phần mà trước tôi nói rồi là phần rất quan trọng là những cái lệnh liên quan đến việc tạo khuôn dữ liệu, in dữ liệu ra ngoài. Tức là chúng ta đã học lệnh in rồi, lệnh print rồi, in bất cứ gì cũng được. Lệnh print là nó như thế này, nó có cái cấu trúc tổng quát là nó giá trị một, giá trị hai, vân vân, đúng không? Giá trị n chúng ta có thể in ra dạng như này, sau đó là các cái tham số mặc định, ví dụ như là n bằng vân vân như thế này, in ra thì các giá trị là in trực tiếp ra. Nếu mà nó là số, in thành số, nó là chữ, in thành chữ, chứ mình không tạo khuôn được, mình không định dạng được những giá trị này. Thường chúng ta cũng có thể làm bình thường thôi, nhưng tôi muốn định dạng, tôi muốn cho nó thẳng hàng, tôi muốn cho nó là các số thẳng hàng căn trái căn phải, tôi muốn là nó viết ra trong cái khung rộng là 15 sang 15 ký tự chẳng hạn, hoặc là tôi muốn là in ra cái số dưới cái dạng là số thập phân, có một số dấu phẩy chẳng hạn, in bằng điểm như vậy thì chúng ta không làm được. Thì ở đây chúng ta sẽ học, và chúng ta học cái lệnh mà để mà tạo khuôn dữ liệu này. Thì những lệnh này là nó thông thường nó thông qua các số ký tự, vì ở trong Python thì tất cả cái in ra là in ra cái dạng ký tự hết, số ký tự hết, cho nên muốn tạo khuôn được thì tất cả các giá trị đều phải chuyển đổi sang sâu trong được sâu chúng ta in ra. Đấy, thì đó là cho nên chúng ta phần này nó nằm ở trong cái bài học liên quan đến sâu là vì thế. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái về sâu nhé. Thì ở trong cái sâu ấy, lấy ví dụ thôi cho nó có một cái hàm gọi là hàm tạo khuôn, cái hàm có tên là hàm hàm phỏng mét. Đây này, đây là cái hàm hàm rất quan trọng, hàm phỏng để nó kết hợp với sâu để nó tạo khuôn ra một cái các cái dữ liệu. Như vậy là phỏng mét là một cái phương thức của sâu. Và thông qua cái này chúng ta thấy rằng là sâu không là trong sâu có rất nhiều cái tự điều khiển, chứ không phải đơn giản là chúng ta viết như nào chúng ta in ra như vậy. Đó, không biết chúng ta thấy rằng cho nên chúng ta viết là như thế này. Ta biết rồi là ví dụ như là việc sau đó chúng ta như thế này. Đó, như này thì cái tự chéo n, cái tự chéo n là đây tôi print nó ra, tôi print cái s ra, thì cái tự chéo n nó là cái tự xuống dòng. Thì như vậy là cái này đây là một cái tự điều khiển ở trong cái sâu của chúng ta. Thì những cái tự điều khiển mà bắt đầu bằng cái dấu chéo như này này thì nó gọi là các cái dãy thoát, gọi là các cái dãy thoát. Thì cái tự bắt đầu bằng cái tự đó thì nó là một dãy thoát, sau đó là một cái tự điều khiển. Ví dụ chéo n thì nó là xuống dòng, còn chéo tab, chéo t thì nó là biểu hiện nó là một cái tab, đúng không? Còn chúng ta muốn nếu mà chéo để như này là in ra cái tự một nháy, để như thế này cái tự là hai nháy, còn để như thế này thì lại ra chính cái tự chéo đó. Thì như vậy những cái tự chéo là ở trong sâu là gọi là dãy thoát. Như vậy cho thấy là sâu ở trong Python, trước tôi nói rồi là sâu là dãy các cái tự Unicode, không không phải ASCII mà là Unicode, chúng ta gõ tiếng Việt thoải mái, nhưng mà có cái tự đặc biệt là các cái tự ví dụ cái tự các cái dãy thoát, mà chúng ta sẽ học thêm các cái tự khác để dùng để tạo khuôn dữ liệu. Chúng ta bắt đầu học thử nhé, bắt đầu làm cái ấy nhé. Thì trong một sâu thì chúng ta chú ý nó có những tự đặc biệt như thế này. Đây, ví dụ như này, ví dụ như là mà chúng ta bây chúng ta có hai số m này, m phẩy này, n ví dụ như là bằng 10, 15 chẳng hạn, cho hai số m m 10, n 15. Bây giờ tôi muốn in ra một dòng chữ là tôi viết s đây, tôi muốn là tổng quát, tôi muốn là như này, tôi muốn là in ra là đây là hai số m và n, đây là hai số m và n. Đó thì là để làm nào chúng ta làm chuyện đó thì ta làm như thế này. Thì ở trong bài thơ chúng ta làm như thế này, chúng ta sẽ phải chèn vào sau đó một cái tự điều khiển đặc biệt,
thì chúng ta nó luôn thì trong 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 Python cũng tự điều khiển đặc biệt là cái này, nó là cái tiện này, nó là hai cái dấu này. Thì cái dấu này là một cái này nó gọi là một cái mã, một cái code đặc biệt trong sông. Viết như này. Đấy. Thấy chưa? Thì đây nó là cái chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Như vậy là cái tự điển này nó là cái tự đặc biệt. Bình thường tôi để như này thôi thì không sao. Tôi enter này thì s nó là cái này thì không vấn đề gì. Nhưng mà như này thì viết là s chấm format, format là cái lệnh của chúng ta nhé, m phẩy n đó, enter thì nó ra ngay đây là hai số 10 và 15. Các bạn thấy không? Như vậy là ở trong cái show, trong cái show s này là có hai cái vị trí này này và vị trí này. Thì bình thường ấy, nó là một số bình thường thì nó không là không nghĩ gì cả, nhưng mà như khi mà nó đi cùng với cái lệnh format ấy thì nó biến thành các cái trường, các cái cốt đặc biệt, cái mã đặc biệt. Cái mã này là cái mã dùng để cho lệnh tạo khuôn format, thấy chưa? Thì như vậy là gì, nhắc lại nhé, thì ở trong lệnh format ấy nó có là nhiều giá trị, mn có được nhiều hơn nữa, ví dụ là có 1 2 3 4 5 giá trị chẳng hạn, thì ở trong sâu nó phải có đủ năm cái này. Thì mỗi cái này ứng một cái tham số, cái này ứng cái tham số này, được chưa? Đó, chúng ta chú ý nhé. Thì chúng ta đây là cách mà chúng ta chú ý là như vậy cho có thể tạo khuôn một cái dữ liệu và xen kẽ vào một cái sâu. Chúng ta đặt cái sâu như thế này và bên trong sâu chúng ta đưa ra các cái ký hiệu như này. Thì mỗi cái hiệu này là một cái field, một cái code, là một cái trường mà phần mềm mà Python có thể nhận biết được. Nhắc lại nhé, nhắc lại chúng ta làm như sau, tức là chúng ta vẽ viết ra một cái sâu bất kỳ, đặt được sâu chúng ta có cái tự vào, đúng không? Và sau đó chúng ta đưa vào trong sâu đó, chúng ta đưa vào những cái ký hiệu như này. Nếu là phải viết sát vào nhau nhé, không viết thế này là sai này. Đấy, viết sát vào nhau thì mỗi cái này là một cái code rất quan trọng, và sau đó chúng ta sẽ thực hiện lệnh format. Trong format đó nó sẽ có là ở trong này là có bao nhiêu cái trường, thì bên format là có bấy nhiêu cái tham số nhé. Nếu hai bên lệch nhau thì không được, hai bên lệch nhau thì không được, nó phải là bằng nhau đấy. Thì đó là chúng ta chú ý nhé. Thì máy hiểu như sau, máy hiểu tức là như vậy là cái đây là cái số đầu tiên, cái chỉ số đầu tiên ứng cái với trị giá trị đầu tiên ở đây, ví dụ đây là m này, n hay tôi viết này, n như này, đúng không? Đầu tiên tôi viết đây là m này, rồi là m bình phương chẳng hạn. Đấy, như vậy là cái tự này này, nó chính là cái dấu này này, đúng là đầu tiên này, nó chính là cái này. Cái dấu này này nó chính là cái này, thấy không nào? Đó, bây giờ ta enter nhé, enter này. Đấy, nó ra là cái là đây là 10, đây là 100. Đó. Đấy, thì đó là cái phần mà đầu tiên mà tôi muốn các bạn chúng ta làm thử. Nhưng bây giờ chúng tôi làm thử một cái bài này nhé. Bây giờ tôi sẽ in ra như sau. Thì tôi in ra một cái bảng kiểu trương chẳng hạn như vậy nhé. In ra một cái bảng kiểu trương trên màn hình thôi. Đấy, tôi làm như này. For y bằng kiểu trương, đúng không? Bằng kiểu trương này in range 10, sau đó là for g in range 10 nữa nhé. Rồi tôi làm như sau này, tôi viết là s thì bằng này, đây viết s thì là bằng như này nhé, bằng nhân bằng đấy, được chưa? Sau đó chấm format y này, g này, y nhân g đấy, được chưa? Còn sau tôi in ra, tôi có thể in, tôi được để cho nên cho nhìn rõ thôi. Sau đó tôi print s in ra xong là in ra xuống dòng, đúng không? In ra xuống dòng, in ra. Đó, sau đó là hết hết một
hết một lượt thì tôi lại xuống dòng một lượt nữa cho anh yên tâm. Gửi ra đây. Green. Đấy, in ra mặt của trường như này. Thì đó là khi em nhắc lại các bạn cái này nhá. Đây. Đây như vậy là cái nhưng mà chúng ta đã học vừa học cái phần đầu tiên là ở trong sâu chúng ta có thể ngoài ký tự thoát dùng để điều khiển, đặc biệt chúng ta đưa vào các cái tự điều khiển tạo khuôn nữa thì quyền tạo khuôn là cái tự như này là mở vòng nhọn, đóng vòng nhọn ở bên trong sâu. Thì cái nếu mà chúng ta bình thường chúng ta viết như này thì nó là ký tự bình thường, nhưng nếu chúng ta đưa đi với lệnh format thì như sau, thì ứng mỗi một cái này nó sẽ ứng với một cái tham số của lệnh format. Đó. Thấy chưa? Rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhé. Thì bây giờ ngoài cái việc mà chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta thứ tự của nó mặc định nó sẽ là 0 1 2 3 4, nhưng mà tuy nhiên chúng ta có thể điều khiển được cái thứ tự đó. Đây, ví dụ như này nhé, ta có thể điều khiển như sau này. Đây, chúng ta điều khiển như sau nhé. Đây, chúng ta làm như này. Bây giờ chúng ta làm như sau nhé. Có hai tham số thôi, nhưng mà chúng ta sẽ đưa vào đây nhiều hơn. Để ví dụ nhé, tôi làm ví dụ như là S bằng này. Là chị, thì biết cái nhé, là chị của không phải yeah. Như này nhé, như vậy là bây giờ đây thì các bạn tắt micro đây nhá. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta lấy ví dụ khác này. Đây này, bây giờ tôi làm như này nhé, bây giờ tôi làm khó một chút này. Oanh này là 1 này, Hà là 2 này, và người thứ ba là Vinh là 3 này. Ba người thôi. Mà tôi muốn biết là gì? Oanh là chị của Hà, Oanh là em của Vinh. Đấy, nhìn khó hơn nhé. Đó, như vậy ở đây trong cái trường này thì ở đây cái lệnh format nó có 3 tham số thôi. 3 tham số, nhưng bên đây là có 4. Mà tôi muốn lặp lại Oanh 2 lần. Như vậy Oanh là chị của Hà, sau lại Oanh nữa, đây là Oanh nữa này, là em của Vinh. Làm thế nào? Đấy, thì bây giờ cho sửa cái làm như sau nhé. Thì những cái tham số này, nó là số đây là 0, 1, 2. Thì chúng ta biết ở đây là 0 ở đây. Không, à đây trên tham số 0 này. 0 nhá, 0 đây là Oanh là chị của Hà. Để tôi biết đây là 1. Còn đây là 0 là Oanh là em của Vinh. Đây là số 2. Đấy, à. Cái này là cách tổng quát hơn một chút. Tức là khi mà chúng ta có thể đưa vào đó những cái chỉ số. Thì bên trong dấu ngoặc chọn chỉ số. Chỉ ra cái chỉ số của các cái giá trị trong lệnh format. Thì lệnh này thì khi mà bay ra thì mới hiểu không, đây tức là Oanh, đây là 0 1 2. Và như vậy chúng ta không cần thiết chúng ta phải đưa ra, có thể ra một cái thứ tự bất kỳ. Enter, thì là S gì đây? S gì là Oanh là chị của Hà, Oanh là em của Vinh. Thậm chí tôi có thể là viết ngược lại cơ. Nhà tôi viết ngược lại như này nhé. Đây tôi về sửa vẫn là format Oanh Hà Vinh, nhưng mà tôi muốn viết ngược lại nhé. Đây S gì bằng nha. Yeah. À, là em của đấy, xong phải là Hà là chị của Oanh, Oanh là chị của Hà, tôi ngược lại là Oanh là em của Hà, là em của Oanh, xong Vinh là anh
là anh của Oanh. Được chưa? Format. Các bạn chú còn đợi một chút tôi làm. Chú đã quên chưa đóng nó giống nháy này mà nó bị thế rồi. Ở đây là sẽ là Oanh này, song phẩy này, Hà này, phẩy này, Vinh này. Được chưa? Rồi, thì cái thứ nhất còn lại nhé. Tôi muốn là Hà là em của Oanh, Hà là vị trí ở chỗ bên này, vị trí bên này, Hà là vị trí đóng vị trí số 1, Oanh là số 0. Không, Oanh là 0, Hà là 1, Vinh là 2. Nhưng vậy đây là 1 là em của 0, 2 là anh của 0. Đấy, như vậy là chúng ta có thể điều khiển là cái thứ tự đưa ra nó không cần chính xác, không phải từ phải đi phải sang trái. Nếu chúng ta không đưa các chỉ số vào bên trong cái cụm điều khiển ấy, thì nó sẽ tự động nó hiểu là từ trái sang phải, và số lượng các cái dấu ngoặc nhọn phải đúng bằng cái số lượng các cái giá trị trong lệnh format. Nhưng nếu chúng ta mà không chúng ta để vào các chúng ta để vào các dấu ngoặc nhọn này các cái chỉ số thì chúng ta có thể điều khiển bất kỳ. Đấy. Vậy chỗ này như vậy là đầu tiên là 1 này, sẽ là 0 này, số 2 này, nên 0 này, thế là cái này là đây chính là 0 1 2. Vậy nó sẽ ra bài này, nó sẽ ra là gì? Nó sẽ ra là Hà là em của Oanh, Vinh là anh của Oanh. Enter. Yes. À, thế nhé. Hà là em của Oanh, Vinh là anh của Oanh. Bạn đã hiểu chưa? Thế như vậy là cái đó là phần đầu tiên của hôm nay đấy. Chúng ta học lệnh format, lệnh rất là quan trọng. À, và như vậy muốn như vậy thì ở trong sâu đó chúng ta sẽ sâu đó chúng ta phải đưa vào các cái tự điều khiển, các cái nhóm tự điều khiển là nó là các cái mã trường, các cái trường mà một cái trường như vậy hiểu là một cái ngoặc đóng ngoặc nhọn mở ngoặc nhọn. Nếu mà không có gì cả, nếu mà là một dấu ngoặc nhọn bình thường thôi thì máy hiểu là số từ trái sang phải, từ không trở đi. Còn nếu chúng ta đưa vào các số cụ thể, các chữ cụ thể thì chúng ta điều khiển thoải mái ở bên trong bất cứ gì chúng ta điều khiển được. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ là bắt đầu đi sâu hơn một chút. Nếu điều chúng ta việc tôi muốn là chúng ta sẽ điều khiển cho nó hay hơn một chút. Ví dụ như này. Điều tôi làm một cái dãy A. Ví dụ thôi, một danh sách như thế này. Danh sách là gồm có các phần tử của A gồm là một cái dãy con, trong đó có hai phần tử đầu là tên học sinh, phần tử thứ hai là điểm số của học sinh đó. Được chưa? Đây. À, Hà này, Xuân đã chữ này. Phải có hai trong số. Người học sinh thứ nhất tên là Hà, đúng không? Và điểm số là 7.6. Đúng. Phải. Người thứ hai là Châu. Ví dụ như vậy. Châu. Và điểm số của Châu là 10. Đóng. Người thứ ba là Vinh. Người thứ ba là Vinh. Được chưa? Và điểm số là 5.8. Để cho ba người thế nhé. Đấy, như vậy chúng ta có. Để chúng ta cái A là một cái dãy gồm hoặc là gồm có là sách học sinh trong lớp cộng với điểm số của người đó. Vì là có bất kỳ có thể có n học sinh, và mỗi một cái phần tử của A nó sẽ gồm là một dãy, là một cái list con list nữa là gồm có hai giá trị đầu tiên là tên của học sinh, giá trị thứ hai là điểm số, tên là kiểu số ký tự, điểm số là kiểu số thực nhé. Enter. Đây chính là A đây, là hoa đây. Thế chúng ta print thôi, chúng ta we are x in A, đúng không? Chúng ta print, hay không tôi bỏ đi. For name điểm in A hay in cả nhé. Chúng ta print điểm, xin lỗi, name điểm. Chúng ta biết rồi. Điểm chỉ một hàng ngang, đúng không? Enter. Chúng ta thấy nó như thế này. À, 7.5, Châu 10, Vinh 5.8. Thì cái việc in này ra là nó không mình không tạo khuôn được. Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ muốn tạo khuôn. Tôi muốn là ví dụ là cái phần tên nó là phải có dài là 15 ký tự. Tôi để, nếu mà nó thừa ra thì tôi để căn trái 15 ký tự.
cái điểm số tôi muốn căn vào giữa và gồm có hai chữ số so dấu phẩy, thì cái đó nó gọi là tạo khuôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần cái lệnh format này. Thế chúng ta làm như sau nào, thì làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta quay lại cái lệnh format để chúng ta hình dung nhé. Đây, thế bây giờ tôi sẽ in ra, tôi làm một cái ngắn trước nhé. Yes, in này, show này. Đấy. Bình thường là thì bây giờ tôi lấy bây giờ in ra như này, đúng không? Đây. Sinh, đúng không? Phẩy. Điểm số. Đúng. Điểm số, được chưa? Xong chấm format. Ví dụ như là, phẩy điểm số là 5.9. Ví dụ như này. Đi ra như bình thường, S thì đây. S thì đi ra như bình thường. Được, học sinh nhà điểm số, nhưng mà bây giờ tôi muốn là căn này. Căn thì tôi làm như nào? Thì chúng ta cùng nhau chú ý nhé. Bắt đầu đề bắt đầu khó này. Đấy. Thì muốn căn thì làm sao? Thì chúng ta sẽ phải làm lại cái phần này. Cho chúng ta xem nhé. Đây phần này. Thì làm như sau này. Thì mỗi một cái trường này này. Bây giờ tôi làm trường ngắn mà tôi xóa cho dễ. Tôi được để xóa cho dễ nhé. Nó là hai cái thôi. Đầu tiên là... Đấy, như này nhé, cái trăm cái này. Rồi. À đây là điểm số đây. Thế bây giờ để như này, thì chỗ này nó chỉ viết chữ hàm ở đây thôi. Chỗ này bị điểm thôi, tôi muốn tạo khuôn là như sau này. Thì như sau nhá. Thì cái làm như sau, chúng ta sẽ phải chia cái giữa cái trường đó làm hai phần cách nhau bởi dấu hai chấm. Đấy, chúng ta chú ý nhá. Dấu hai chấm. Chúng ta chú ý. Thì cái phần đầu của nó, phần trước đây là chỉ là chỉ số nó có, không chỉ số chúng ta hiểu là trái phải. Và đằng sau đó chính là phần chúng ta tạo khuôn. Đấy. Tạo khuôn thì như này. Tạo khuôn thì là đây, tạo khuôn thì chúng ta chú ý nhé. Tạo khuôn thì chúng ta có cái việc tạo khuôn. Đầu tiên là chúng ta mô tả cái chiều dài, chiều rộng của cái chữ cái đó. Chúng ta muốn đây là 15. Thì hiểu là như vậy là chữ hay. Tên học sinh đó phải nằm trên chiều dài là 15. Và cái anh bên này. Thì bên này tôi muốn là trên chiều dài của nó là 5 chẳng hạn. Nhưng bây giờ riêng đối với cái anh này thì tôi muốn thêm cái nữa là tôi muốn là cái số sau dấu phẩy nữa là 2, thì tôi chấm 2 vào đây và tôi có thêm F vào đây nữa cho nên yên tâm nữa. Và chấm 2F là hiểu là gì? Hiểu là gì? Là cái phần thập phân là có hai ký tự. Đấy. Còn phía trước là chiều dài của nó là 5. Đấy. Được chưa? Thế bây giờ tôi enter này. Bây giờ tôi enter. Tôi sẽ ra. Nhưng lại nhé, như vậy là hai chấm, sau hai chấm là mô tả cái độ dài, là cái độ dài. Đấy, à, 5.90 bây giờ, đúng không? Thế bây giờ tôi muốn như này, tôi muốn là căn nữa thì làm như nào? Đây, tôi làm như thế này. Từ các bạn sẽ học được hết tất cả các năng chữ vài cái nó cũng đơn giản thôi nhé. Như vậy là nhắc lại này, phải dùng dấu hai chấm. Đằng trước dấu hai chấm thì chính là cái phần chỉ số cũng có thể thôi, còn đằng sau dấu hai chấm chính là phần tạo khuôn. Thì cái tạo khuôn cần nhất là cái độ rộng của cái phần nó để in ra. Đấy. Còn riêng đối với số thập phân ta thêm là 0.x cho 0.ai sẽ chữ f nữa ở đây nhé. Còn chúng ta muốn căn cho làm như sau. Như tôi muốn là cái chữ hàn nó căn vào giữa thì tôi để như này, tôi để cái dấu này. Đây là căn vào giữa này. Còn để như thế này này, để như này là căn trái này, để như này là căn phải này, để như này là căn hai bên này. Hai chúng ta đằng trước cái dấu hai chấm nhé, đằng trước cái dấu này chứ, như này. Căn vào giữa này. Đấy, căn vào giữa nhé. À, còn số này tôi sẽ căn đây. Tôi căn trái. Đây. Tất cả những cái chỉ số điều khiển, các lệnh điều khiển đều phải nằm ở bên phải số hai chấm. Chúng ta chú ý nhé. Đó. Đây. Enter. Yes, in đây. Hàng căn vào giữa rồi đấy. Còn cái 5 chấm này là tôi... Được chưa? Được rồi. Thế bây giờ tôi sẽ... Đây, tôi sẽ... Bây giờ tôi sẽ quay lại cái bài bản này nhé. Đây này. Bây giờ tôi sửa lại nhé.
for name phẩy điểm in a. Việc lệnh for trước khi học rồi đúng không? Bây giờ tôi print cái gì? Tôi print cái này. Đây, tôi print cái là học sinh. Này chấm. Dấu cách chưa? Đây. Dấu hai chấm. Tôi cho nó căn trái để như này, căn trái là 15 ký tự. Đúng không? Sau đó là điểm số. Điểm số. Sau đó là dấu này. Hai chấm. Tôi muốn căn phải số tôi để như này. Đấy. Và tôi để chiều rộng của nó là 6 ký tự. Đằng sau dấu chấm là đằng sau dấu phẩy là hai dấu phẩy. Thì giờ ép thì ép vào đây nữa. Đấy. Đóng chuyện vào cái này đóng. Và tôi format lại. Format. Ở đây là name. Ở đây là điểm. Đấy. Bạn thấy ông nào có nhìn rõ không? Như vậy là chúng ta ở đây chúng ta bình thường chúng ta chỉ phải in ra cái format thêm cái nữa rồi bình thường chúng ta lệnh 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 print thôi thì nó đơn giản như này, nhưng lệnh này là lệnh không in ra, nó không có khuôn dạng, không khuôn dạng thì muốn tạo khuôn được đấy, chúng ta phải dùng lệnh format và dùng số ký tự như thế này để chúng ta lồng những cái thông tin này vào bên trong số ký tự và chúng ta in ra. Thì đây chính là cái đoạn mà tôi vừa nói vậy, là cái sau đó là như sau, là chúng ta phải đưa vào các cái trường, các trường là đánh dấu ngoặc đóng mở ngoặc nhọn nhé, và bên trong đó là cái phần đầu của trường đó, nếu không có thì thôi, máy hiểu là tự động sẽ là 0 1 2 3 4, còn nếu mà sau đó dấu hai chấm, sau đó hai chấm là các cái tự điều khiển, thì cái tự điều khiển mà dùng nhất là hay dùng nhất là cái tự là gì, cái tự mô tả cái chiều rộng của cái dữ liệu đó, và tôi enter này, enter. Như vậy là đây là chữ Hà Châu Vinh đã được căn thẳng hàng và chiều rộng của nó là 15 ký tự. Điểm số ở đây, ở đây là các điểm số đây được để có chiều rộng là 6, là 6 đây, và hai số sau dấu phẩy đây nhé. Bây giờ tôi có thể viết lại cái này cho nó to ra, cho nó khác đi một tí nhé. Đây cho các bạn xem nó cho phức tạp hơn. Bây giờ tôi để a bằng để như này, để tôi làm, tôi đang làm giờ nhớ a đây rồi. Bây giờ tôi muốn là a này, tôi viết đây là cái số to như này nhé, Vinh này Hà là 7.05 cho họ thôi, thêm người nữa nhé, ta thấy là nó sẽ Vinh này, phẩy này, Nguyễn Hòa Bình này, ông này được 1.55 điểm, như thế nhé. Enter. Thì chúng ta sẽ in lại cái này nhé. Đây, in lại cái này nhé. Lại viết lại, copy nhanh nhé. Đấy. Bây giờ tôi sửa lại như sau. Tôi sửa lại là học sinh sẽ tên người sẽ tôi căn vào giữa nhé, và điểm số căn gần bên phải. Ok, đồng ý nhé. Đấy. Này. Đấy, nhìn ra. Học sinh Hà Châu Vinh căn vào giữa, điểm số vẫn như thế. Bạn thấy không? Như vậy là khi đây là cái cách chúng ta sao nó lại không chưa ra được nhỉ? Đây có 4 người cơ mà. À. Đúng nhỉ. À được. À 4 người rồi cơ mà. Sao như kia nó vẫn là 3 là nào nhỉ? Chạy lại nhé.
sai chỗ nào nhỉ? Có ba người nhỉ? Cứ chạy à? Chỗ nào cái này nhỉ? À, có bốn bốn người rồi đấy. Tôi trở lại cái này nhé. Đấy, bốn người rồi đấy. Bạn đã hiểu chưa nhỉ? Anh chúng ta chú ý cái lệnh format nhé. Nhắc lại này, lệnh format là cái lệnh mà là nó có dạng như là nó có dạng là một cái số ký tự đúng không? Sau đó là cái sâu đó là nó dạng là một cái sâu ký tự sâu. Cái dạng là sâu nhá, sâu là chấm là format như này, đấy. Format trong bên là có là V1, V2 vân vân, đấy. Thì những cái V1, V2 nó sẽ tương nó sẽ chui vào nó được điều khiển trong cái sâu này, đó. Trong sâu đó chúng ta làm sao? Cái sâu đó là cái dạng như này, nó cái dạng là chúng ta đưa vào đấy những cái như này, đấy. Cái điều khiển như thế này. Chẳng hạn một nữa cho chúng ta nhớ. Thì ở trong lệnh format là có bao nhiêu cái tham số thì ở đây chúng ta có bấy nhiêu cái trường điều khiển này. Một cái điều khiển này chúng ta có thể đưa vào đây là dấu bình thường thì không cần tạo khuôn, nhưng mà chúng ta để dấu hai chấm thì đằng sau đó nó sẽ là tạo khuôn. Đạo khuôn nó sẽ là như sau, nó sẽ là đầu tiên là cái tự làm cái số chỉ mô tả chiều rộng của nó, ví dụ như là 15 chẳng hạn, 16 chẳng hạn. Đấy. Và đằng trước số 16 này thì chúng ta sẽ đưa vào đây những cái tự điều khiển như là căn, căn thẳng hàng, căn giữa, căn trái, căn phải. Còn nếu mà nó là chưa có để như này, để SC thì nó là sâu, còn chúng ta muốn để tên là F thì nó là số thực. Còn chúng ta muốn điều khiển nữa là chấm 5 thì máy hiểu là gì? Máy hiểu là chấm 5 thì hiểu là gì, là năm số trong số sau dấu phẩy, thì thường chúng ta thêm cái chữ F vào nữa. Được chưa? Thì đó là những cái mà muốn nói ở trong cái phần đầu tiên của lệnh format, nhưng lệnh này cũng rất là hay dùng. Vì là cái nhóm thứ hai trong Python tôi thấy là đúng, nó khá phức tạp, đâu mà nhiều người khi học Python cái phần này cảm thấy rất khó khăn. Mà nhất là những ai đã quen với cái kiểu tạo khuôn của C rồi ấy, thì sau này nó sẽ rất bị nhầm lẫn. Đấy, thì tôi có nhắc lại nữa cho chúng ta. Thì đây là cách tôi vừa đấy nói này, là đây là cách chuẩn nhất mà Python là khuyên mọi người nên dùng cách này. Chuẩn nhất là hơi khó nhớ một chút. Cách thứ hai theo tôi là cách rất nhanh, theo tôi là cách rất hay đặc biệt của Python. Nhưng đúng là nó thì Python nó đặc biệt, cho nên nó chính cái đề này nó làm cho nhiều khi nó làm cho khó hiểu, nên làm cho chỉ là khó hiểu. Và cách thứ hai là như sau. Cách thứ hai là Python cho phép chúng ta mà biến cái sâu chúng ta thành cái sâu dạng đặc biệt, nó gọi là F string. Vậy chúng ta có khái niệm là F string, cái từ rất đặc biệt nhé. F string nó là cái gì? Nó là các cái từ mà bắt đầu bằng từ F. Cái từ F này chính là format. Đấy, thì cái F-string là cái gì? Là những cái tự như sau, là những cái là một số cái tự thôi, nhưng mà bắt đầu bằng chữ F, sau đó là dấu nháy như này, dấu nháy, các bạn thấy không? Như vậy một cái sâu như này, à nó như này, đúng không? Thì nó vẫn là sâu như bình thường. Đấy, thì là S thì bằng F mở nháy Việt Nam dân chủ. Được chưa? Enter. Thì cái S này nó tương đương với là Việt Nam, là tương đương với là cái từ này, tương đương với là S hay là D hay là S bằng Việt Nam dân chủ. Thì nó tương đương nhau. Đấy. Nhưng mà khác nhau là gì? Khác nhau là ở cái này là nó có cái chữ F ở đằng trước. Đấy, thì tất cả những cái sâu ký tự mà có chữ F ở đằng trước thì nó gọi, nó có một từ dùng chung, nó gọi là F string. Đây là cái đặc biệt của thằng độc đáo của Python, nó làm cho cái việc viết chương trình trở nên dễ dàng hơn, tạo khuôn dễ dàng hơn.
Thì cái này là để đưa làm gì, để mà khi mà chúng ta dùng lệnh cách làm cũ như này này thì đối với nhiều người là nó hơi 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 khó hiểu và phức tạp quá, đúng không? Phức tạp quá, rất là nhằng, vừa phải điều khiển bên này mà được vượt phải điều khiển bên này nữa, nó rất là phức tạp. Thì việc có cách nào nhanh hơn được không? Đây thì cái này, cái F sinh chính là cái nó đưa ra cốt để mà nó đơn giản hóa cái lệnh này, đơn giản hóa cái chuyện này. Thì như sau này, đây, thì như sau nhé. Thế bây giờ là như sau, bây giờ cái sau như này thì cái lệnh F sinh là như này, là với show mà là F sinh thì nó cho phép ở bên trong show đó điền vào, điền trực tiếp vào những cái trường điều khiển luôn tại chỗ luôn, cho nó nhanh. Được chưa? Ví dụ nhé, thì bên là đây là M này, N này, này bằng 10 này, 17 này, 17, đúng không? Thì bây giờ tôi làm như sau này. Tôi có thể viết nhanh cái show là M cộng N, M cộng N bằng M cộng N. Tôi muốn viết theo show như vậy. Thì là như sau. Tôi viết là S này bằng này F string, đúng không? Và tôi làm luôn này. Nhà tôi làm luôn là đây M. Đấy, như vậy là ở bên trong số đó được phép đưa vào cái trường cái dấu mọc nhọn, nhưng mà ghi ngay cái kia bên nhớ vào đây thôi. M này cộng này N này bằng này M này cộng N này. Đấy, thấy không nào? Nhưng mà các bạn thấy đây là cái gì, đây là cái show, nhưng mà nó khác thường là nó có chữ F ở đằng trước. Thì nếu không chữ F ở, nên sẽ không chữ F thì nó hiểu ngay, nó viết ra đúng như này thôi. Nhưng mà có chữ F thì nó hiểu à, cái chỗ này là tạo khuôn đây, cái này là tạo khuôn đây, cái này là tạo khuôn đây, và nó lấy thông tin bên trong là các cái biến nhớ mà tôi đã được tính từ trước. Như vậy M chính là cái chữ là 10, N chính là 17, mà cộng N là tôi tự tính được. Đây. Sao chỗ nào nhỉ? Thế ơi, sau chữ N là ngoặc 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 cái gì nhỉ? Ngoặc móc hả thầy? Sau chữ N là phải ngoặc nhọn. Mình để nhầm là vuông. Đây đây đây. Sau cái này là ngoặc ngoặc nhọn nhé. Đấy. Được chưa? Như vậy là khi có dấu ngoặc nhọn ở trong sâu, bình thường nó vẫn là con ngoặc nhọn thôi, nhưng nếu mà tôi đưa vào chữ F, chữ F nó hiểu nó là một sâu đặc biệt, gọi là F swing, thì F chính là từ format viết tắt thôi, là đây tôi sẽ chỉ viết ra như này, nó là 10 17 bằng 27. Vậy rất là hay. Như vậy là như sau nhá, như vậy là một cái F swing thì là như sau này, F swing thì là như này. Bản thân nó là một cái sâu bình thường, nhưng ở trong sâu đó tôi được phép đưa vào các cái từ như thế này. Và ý nghĩa của nó, ý nghĩa của con này là giống hệt ý nghĩa ở trong những cái phần mà tôi đã học từ trước, để giống hệt như này. Nhưng mà chỉ khác cái gì? Chỉ điểm khác là ở trước cái dấu hai chấm này là tôi đưa vào cụ thể các cái biến nhớ luôn, sau thì như bình thường. Đây, tôi làm lại nhé. Bây giờ A của tôi này. Rồi, làm sau này. Bây giờ tôi nhé. For name phải điểm in A. Được chưa? Tôi print luôn này. Nhanh, không cần mà không dùng cái gọi này. Tôi dùng F luôn. F hai chấm, đúng không? F hai chấm này, mở ngoặc này. Name hai chấm nhé, 15, tôi cho căn trái 15 căn trái, thấy không này, đưa luôn vào như là, đúng không? Name này, đưa vào đây cho yên tâm, đưa vào đây này, học sinh này, hai chấm này, sau đó là điểm số này, điểm này, đấy, điểm hai chấm là 2.6.1. Đấy, căn phải F đúng không, không nhảy. Có thấy không nào? Như vậy là tôi in luôn ra, tôi đỡ phải lằng nhằng như ở đây, đúng không? Đỡ phải lằng nhằng, cái này lằng nhằng quá. Vì tôi biết cái này đơn giản, tôi ngay được ngay và được ngay vào sâu luôn, là chỉ khác là tôi vừa chữ F. Còn ở trong cái ngoặc nhọn này thì là tôi đưa luôn đằng trước dấu hai chấm, đưa luôn cái biến nhớ luôn. Còn sau hai chấm của nó là giống hệt như ở trên, là các cái chỉ lệnh điều khiển gồm có là ví dụ là chiều rộng hay là
căn trái căn phải là bao nhiêu số sau dấu phẩy vân vân. Đấy, còn có nhiều chỉ số các chỉ lệnh nữa cơ, các bạn có thể tra khảo kia, tra cứu cái phần các cái phần của Python thì tôi nhớ một vài điều này thôi, được chưa? Để tôi enter này, à quên mất chữ đóng ngoặc ở đây rồi, em in ra chính xác luôn, người rất là nhanh. Như vậy là cái ép sinh là như vậy, cái thằng Python đặc biệt lắm, nó làm cho cái sâu cái trở nên rất là khó hiểu. Nếu như các bạn mà đưa cái này ra cho học sinh từ đầu thì học sinh chả hiểu gì cả, sao sao là sâu là như thế này, chả hiểu sao lại có cái chữ ép vào đằng trước mà vẫn xanh lè như thế này, thì mày thì mày hiểu đây làm số lượng đặc biệt. Bên trong này mà không có cái dấu điều khiển như này, không có dấu hoặc nhọn ấy, thì vẫn là sâu bình thường. Còn nếu mà có dấu hoặc nhọn thì mày hiểu là nó làm cái gì đặc biệt, dùng để tạo khuôn. Các bạn chú ý nhé. Như vậy là cái lệnh thứ hai này là rất rất là hay, rất là cái lệnh này rất là dùng cho ta làm rất là ngắn gọn, sử dụng ngắn gọn cái việc điều khiển rất là hay. Chứ giờ tôi làm một cái. Bây giờ chúng ta có thể làm thêm một cái ví dụ khác nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đây. Bây giờ tôi sẽ viết một chương trình. Tôi viết một chương trình là như sau. Nhập được cái này vào cho nó dễ nhé, chứ mà tôi đưa cho mày tính của tôi nhé. Tôi viết một chương trình in ra một cái danh sách học sinh và điểm số của nó nhé. Đấy, và tôi muốn cân cho thật đẹp ở trên màn hình. Đấy, thì tôi làm như nào? Đây tôi làm như này nhé, bây giờ tôi làm như này. Tôi viết chương trình đơn giản đây. Đấy nhé. Vậy thì tôi nhập cái chương trình này vào nhé. À, bằng này. Để nhiều hơn nữa được chưa? Rồi. Sau đó tôi làm như sau, tôi print là tên học sinh, đúng không? Sau đó là điểm, tôi phải căn điểm số như này. Đây tôi có thể đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Như vậy là có đúng 18 cái tự ở dưới nhé. Rồi bây giờ tôi ra, tôi gọi là for tên phẩy điểm in A 200 print. Nào, tôi print cái gì? Tôi print dùng cái tự ấy nhé, F nhé. Đấy. F này đi luôn nhé, tên đúng không, tên tôi cái là 18 đúng không, tôi căn trái 18 đấy, sau đóng như này, sau đó là dấu này, sau đó là cái tiếp theo là cái này điểm số đúng không, là điểm chỗ tôi muốn căn giữ ở bên kia nhé, tôi để nó là 8 ký tự căn giữa, 8 ký tự và sau dấu phải là một dấu phải đấy, sau đó là dấu này, được chưa? Thế thôi, bây giờ tôi ghi ra để ghi cái bài hôm nay để nhớ đấy, để sau này lưu lại. Hôm nay là bài số 9 đây. Bài 1 nhé. Nào chạy thử xem được không ạ? Đấy, họ tên học sinh. Bị lỗi à? À đây. Thiếu chữ F này. Thiếu chữ F đúng rồi, thiếu chữ F chính xác. Đấy, máy tính làm rất là ngon. Đấy, chuẩn xác chưa? Thẳng tắp như này đấy, bạn ấy. Thì đó là cái cách chúng ta là có thể
Tức là dùng cái lệnh format đơn giản, chúng ta lệnh format này chúng ta có thể tạo ra cái khuôn đơn giản thôi, không không chỉ cần phức tạp, nhưng mà cái này cũng là đủ đẹp hơn là so với bình thường. Đó, thì đó là cách cách dùng cái lệnh format. Thì nhớ lại nó có hai cái lệnh, một lệnh format đầy đầy đủ thì chúng ta phải nó làm cái phương thức, một cái phương thức của show, là chúng ta biết show chấm format, đó là cách chuẩn nhất. Còn cách này là cách làm nhanh, cách nó gọi là F-string. Cái app sinh là cái cũng rất là hay, rất là làm nhanh. Rồi thì tôi có ít thời gian, nó còn tôi nói một chút nữa, tôi nói sang cái phần mà là ở trong Python nó vẫn lưu lại là từ cái phiên bản trước ấy, là nó vẫn dùng cách chúng ta có thể dùng lệnh in ra, dùng cái tạo khuôn cho lệnh in giống như lệnh printf của C, là chúng ta dùng cái kiểu này này. Tôi mô tả như sau nhé. Đây thì làm như này này. Đây bị tôi giả sử nhé. Name này. À này, điểm này. Là lưu cho này 9.5 nhé. Đó. Thì tôi muốn in ra là name và học sinh và là điểm nhé. Thì cách làm là như này. Cách làm là chúng ta dùng s bằng, ta dùng lệnh này nhé, vẫn là một số bình thường nhé, một số bình thường, nhưng mà làm như sau, nhưng mà vị trí chúng ta muốn in ra thì thay bằng cái này này, thì chúng ta dùng cái tự này, đấy, cái tự này nhé, thì cái tự này này, chúng ta sẽ phải do chúng ta sẽ phải đi cùng với không có gì cả, chúng ta sẽ phải đi bước sâu, chúng ta phải đi với SC. Các con để đây là coi như là 15s gì. Đấy, như là độ dài của nó là 15. Sau đó là điểm số không lại là cái dấu này. Dấu này tôi muốn là 6.2f, tức là cái làm giống như vậy. Nhưng như vậy là mỗi một cái dấu này này là một cái vị trí giống như là đối với cái vòng tròn ở trên kia. Thì cái này là cái mà những ai là thạo về đấy, thì những ai làm lập trình cũ thạo người ta hiểu rồi. Rồi sau đó tôi viết cách ra, và tôi sẽ phải viết luôn các dữ liệu format ấy, là mô tả những cái biến nhớ để đưa vào hai vị trí này và vị trí này nhé. Thì cách làm như sau, nếu có một thôi chúng ta để luôn tên của nó, còn có hai chúng ta phải đưa vào vòng tròn, vậy là name này. Tròn nhé, là đưa vào một cái ống ấy, một cái tube. Chỗ này là không thể ngoặc ngọn được mà phải là ngoặc tròn. Đấy nhé, enter đây nhé. Vậy SC tự nhiên đây này. Chúng ta có thể in trực tiếp ra luôn cũng được. Chúng ta có thể in làm như này, chúng ta có lệnh là dùng lệnh print. Print như này cũng được. In luôn cái này ra. Đấy. Như thế này. Như vậy thêm một cái vòng nữa đúng không? Bây giờ tôi làm thử lại nữa nhé. Bây giờ for name điểm in A này. Tôi luôn tôi print luôn này. Print luôn nhé. Print luôn. Học sinh. Dấu này nhé. S. Không còn lấy đấy nhé. Không còn điểm. 2 chấm, dấu này nhé, 0.2f, đơn giản. Sau đó là cách ra, sau đó là dấu này, mở ngoặc, name, điểm. Thì đây là cái mô tả hai cái biến. Ở trong này có bao nhiêu dấu, phần trăm, thì ở đây có bấy nhiêu cái biến, tất cả cho cái phần trăm hết, được chưa? Nhưng mà cái điều khiển cũ thì cái này là cái Python nó yêu cầu là nó nói là chúng ta không còn nhớ, nó còn biết được, nhưng mà nếu như ai mà quen dùng cũ rồi thì tao dùng này cũng được. Thế là như vậy, cho giờ phút này là có ba cách để chúng ta đã điều khiển cái gọi là cái tạo khuôn sâu, được chưa? Đó thì đó, cái phần đó là phần đầu tiên chúng ta học làm phần nguồn tạo sâu, được chưa? Thôi tôi sẽ không dừng lại ở đây thôi nhé. Đây.
Vậy là bây giờ tôi chúng ta là chúng ta kết thúc cái hai cái chương mà theo tôi là hai cái chương phức tạp nhất mà được dạy cho học sinh cả trong chương trình lớp 10 là có là cái chương về 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 list và chương về show. Thì đây là cái hai cái chương mà chính và phần chính của chương trình, mà từ hai cái chương này nó mới có nhiều những cái bài tập rồi bài cập thi học sinh giỏi nằm ở chỗ này hết, nằm ở hai cái chương này hết, là dãy số, dãy dãy list và show. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ học sang cái một cái bài mới nhanh, chúng ta học nhanh thôi. Cái bài mới là chúng ta học sang cái bài về về đọc và ghi file. Cái phần này bài này tôi chỉ bày trong phần ngắn, chúng ta sẽ nói ngắn nhanh. Trong chương trình của theo tôi biết chương trình của lớp 10 thì không có cái phần đọc ghi file này, phần đây là phần ngoài. Nhưng mà học sinh phần này phải biết, chúng phải biết hết. Học sinh giỏi là cần vào ra file hết. Thì cái việc mà vào ra file của Python ở mức độ đơn giản là rất đơn giản, hệt như là đối với C và Pascal đơn giản. Thì như sau nhé. Thế bây giờ muốn mà đọc ghi file thì chúng ta chú ý rằng là chúng ta sẽ có điều chú ý sau đây này là tất cả những file chúng ta học về đọc vào ra file là cái file text. Phải plain text giống như là C Pascal, không phải là file của file, không phải là file văn bản mà có tạo khuôn, mà lại đây là cái file thuần túy là file văn bản. Nó gọi là plain text, nó chứa text bình thường. Còn được rồi. Thì điều mà chúng ta muốn tạo ra văn bản, chúng ta phải tạo ra cái file đó trước, chúng ta thử việc đọc và ghi file. Thì như sau nhé. Thì cái file như sau này, thế bây giờ nó có đây, bây giờ muốn đọc file thì chúng ta sẽ phải ghi rõ cái đường dẫn của nó ra cơ. Mà thôi tôi sẽ chuyển ra tất cả cái phần file này, tôi nói là lệnh file này như sau này. Nó gồm có thời gian chỉ gồm có hai lệnh, lệnh đọc và lệnh ghi. Có hai lệnh, chúng ta sẽ học hai lệnh đọc và lệnh ghi. Thì trong Python có nhiều lệnh, nó có nhiều lệnh đọc, nhiều lệnh ghi. Chúng ta chỉ học một thứ thôi, lệnh đúng lệnh đọc bình thường, đọc theo từng dòng một của file và lệnh ghi. Thì lệnh ghi cũng theo từng dòng, nó không là lệnh ghi, là lệnh ghi chung chung. Tôi chúng ta sẽ học xong ngay bây giờ. Đấy, thì đây bây giờ muốn thế chúng ta làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái file, bây giờ tôi sẽ phải tạo ra file tôi mới làm được, nhưng bây giờ tôi sẽ dùng chính này tôi tạo được file. Nhưng bây giờ tôi lưu một cái file này, lưu một cái nhé. Bây giờ tôi đọc một cái file này. Việt. Đây. Nhé. Yeah. Đây là dòng đầu tiên là một cái bài thơ như thế này, câu thơ như thế này. Dòng thứ hai, như tôi ghi là dòng thứ hai là một cái dãy số nhé. Yeah. Dòng thứ ba là tôi ghi là một cái cũng là một cái số, một cái dãy số, dỗ số nhưng mà nó là số thực. Chấm. Rồi. Thì ba cái này thì tôi ghi cho nhé. Ghi ra bây giờ tôi không chọn chọn Python, tôi chọn là gì, chọn là đây cái này có kia gì được. Chẳng có giọng tích nhỉ. Không có đúng không? Tôi ghi bình thường tôi bỏ thôi. Đây là plain text này. Plain text nhé. Đó, plain text nhé. Thì tôi ghi ra là data.txt hay chấm gì, tôi ghi tên là inp nhé. Hay là người ta hay dùng data in. Đấy. Như vậy đây là một cái số ký tự bình thường nhé. À xin lỗi. Tôi không nhận. Hoàn toàn.
Các bạn chú ý nhé là ở trong số ký tự ấy, thì là khi mà chúng ta in ra không lỗi chúng ta mà tạo tập ghi file thì cái file đó phải là ký tự ASCII. Nhắc lại không được, chúng ta không thể ghi ra được file đọc file bằng tiếng Việt, tất cả chuyện vào ra file là phải bằng text hết nhé, bằng text mà bằng ký tự ASCII hết đó. Thì tôi ghi lại cái bài này nhé. Chị Việt Nam như này nhé, Việt Nam là không giấu như này nhé, em vào con số như này. Được rồi, thì bây giờ chúng ta làm cùng nhau làm thử nào. Đây, bây giờ tôi mới tạo một cái file mới này. Đây là đọc file này. Chúng ta lưu cái file này là cùng thư mục với cái tệp. Để tôi mở cái tệp cho bạn xem nhé. Chúng ta lưu cái tệp này là cùng thư mục với cái file này. Đấy, thấy chưa? Rồi, thì bây giờ như sau nhé. Này, cứ làm như sau này, chúng ta sẽ mà cái lệnh mà đọc file, lệnh mà chúng ta phải tạo ra một cái đối tượng file nhé, một cái đối tượng file ta kêu như này, một kêu file dùng cái lệnh là open cái file ra nhé. Lệnh open là lệnh mở bình thường, rất đơn giản thôi. Sau đó chúng ta ghi tên file. Nếu mà chúng ta mà ở cùng thư mục ấy, thì chúng ta chỉ viết là như này thôi. Còn nếu mà không cùng thư mục ấy, thì chúng ta sẽ phải ghi rõ thư mục của nó nhé. Rồi, thì khi mà chúng ta mở file ấy, thì chúng ta có hai cách để chúng ta mặc định là chúng ta để chữ R như này. Mặc định khi chúng ta mở file thì mặc định máy sẽ hiểu là mở file để đọc. Còn chúng ta muốn mở file để ghi thì chúng ta sẽ phải thêm, mà mặc định nó sẽ là chữ R như này. Chưa? Đấy. Thì khi mà chúng ta mà tạo được file này rồi thì khi đó chúng ta sẽ có thể đọc. Thì tôi hiểu các bạn cái lệnh mình đọc từng cái ấy một, đọc từng cái dòng một của file ra nhé. Để tôi đọc như nhé, thì lệnh đọc từng file là như thế này. Chúng ta đặt s thì bằng đây, đây là cái đối tượng của chúng ta này. Sau chúng ta đọc cái lệnh là gì, lệnh là read lines. Nó có rất tốt rồi lệnh này, mà đây tôi các bạn cái lệnh là lệnh này này, đây là cái lệnh mà chúng ta đọc từng file một nhé. Chúng ta thử nhé. Sau đó chúng ta sẽ print ra như nào nhé. Đây, ra chạy thử cái tiệm này nhé. Đây. Tôi kiểm tra xem nó không có trong thuộc này. Data in đúng ở đây nhìn này. Để dấu phẩy lên chỗ data chấm INP này. À đúng rồi, rồi. Nhìn to nhưng nhìn rõ nên mất nhìn mờ quá. À đây là cái lệnh đọc toàn bộ file ra. Còn tôi để như này thì tôi mới đọc mới là đọc từng xin lỗi cái lệnh live này là đọc toàn bộ lệnh này này. Lệnh này là đọc toàn bộ các dòng của tệp vào trong thành cái dãy, mỗi phân tử của nó là một dòng. Để nhìn thấy rõ nhé. Còn tôi để như này thì là đọc từng mấy một. Đây. Đây, Việt Nam như này.
Tôi đọc tiếp nhé. Để tôi cho các bạn xem đây. S thì lại bằng này. File. Deadline. Xong lại print S. Chúng ta sẽ lập đọc 3 lần thì sẽ hết. Đây nhé, tôi lại viết lại lần này nữa. Pajitan chỗ 3. Nó có 3 cái lệnh đọc nhé. Khi đọc xong, cuối cùng thì chúng ta dùng cái lệnh là close file. Đóng lại nhé. Đóng lại như này. Đấy, thì giờ tôi trở lại cho bạn xem cái lệnh này nhé. Sẽ đọc là Việt Nam này. Sau đó rồi là nó in ra này. Vì sao đây nó có cái nó có cái này là vì là xuống dòng, vì đây chúng ta lệnh pin này nó sẽ xuống dòng này. Đấy. Vì chúng ta tôi sửa lại cái này là thôi được. Green. Thế được không sao nhé. Đó. Bây giờ tôi muốn là thì như vậy là đây là lệnh và đọc và từng dòng một vào trong và trong cái biên nhớ của máy tính. Nhưng mà trên thực tế chúng ta cũng ít dùng lệnh này. Thực tế chúng ta dùng lệnh này. Cái này chỉ dùng khi chúng ta mà biết rõ ràng là ta biết rõ trong file của chúng ta là có một dòng hay hai dòng chúng ta dùng lệnh này. Nhưng mà có lệnh khác cũng rất là hay là như thế này. Là như sau nhé. Bây giờ tôi sẽ lưu này thành cái, tôi lưu ra thành cái file bài 3. Một cách khác là như thế này. Tôi bỏ cái này đi và tôi không dùng cái này nữa. Cái khác rất là hay là chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ dùng một khi mà mở cái file ra, mà file nó là file text thì máy hiểu là mỗi một hàng của nó đấy, mỗi một cái hàng của nó là một cái là một dãy những cái sâu, mỗi sâu là một hàng. Và chúng ta có thể dùng lệnh for. Đấy. For s in file. Đấy, in file. Như thế này. Sau đó chúng ta đây, cái này là cách rất hay dùng này. Họ sau đó là print s, được chưa? Đấy. Sau đó là xong rồi thì close lại. Thì đây là cách rất hay làm nhé. Nhưng mà đọc file, đây là lệnh mở file. Lệnh mở file, khi xuất lệnh mở file này thì file này bản thân nó là một cái chữ file này, nó là một đối tượng, là một đối tượng dạng file. Là một đối tượng dạng file nhé. Và khi đó chúng ta đây chúng ta đọc chạy thử nhé. Nhìn ra đúng như này. Như tôi thử để thêm này xem nó có in ra được không nhé. Tôi để thêm như này. Xem nó có in ra chứ mà hàng ngang không hay là. Nhìn nó xuống dòng một chút nữa đấy. Do cái lệnh cho cái file của tôi bị xuống dòng thôi. Đây cái file của tôi này bị thụt vào một tí nhé. Đây bài 3 đây này, green này, Việt Nam này. Rồi đây, được chưa? Đây đó đọc file nhé. Thế bây giờ tôi sẽ nói là cái lệnh ghi file. Lệnh ghi file, cái lệnh ghi file nó có một vài lệnh là lệnh write, nhưng mà tôi sẽ nói các bạn một lệnh thôi. Như vậy là như vậy chúng ta sẽ chỉ học hay dùng là đây lệnh là đây là cái lệnh mà thường dùng để ta đọc từng dòng, đọc liền một lúc lặp trên file, hoặc chúng ta dùng lệnh là lệnh readline, tôi nói đọc từng dòng một ra, dùng cái nào cũng được. Còn ghi ra này như sau nhé. Đây ghi ra là như này. Đây tôi sẽ ghi ra như sau. Tôi sẽ cách mà theo tôi là các bạn nên dạy cho học sinh dạy như này, học sinh nên biết được như này, là chúng ta dùng lệnh này rất là hay. Đây mình là đây là bài 4 này, bài 4 nhé. Chúng ta dùng tạo ra một cái đối tượng file bất kỳ nhé. Cũng dùng lệnh open file đó nhé.
khi ra file chúng ta cần tạo ra một cái dữ liệu khác, ví dụ như là file out.txt. Và chúng ta chú ý là đối với vậy ghi ra chúng ta sẽ có cái thuộc tính là vk là chúng ta ghi ra. Khi tôi tạo ra cái lệnh này thì máy sẽ tạo ra một file là file out.txt và cái file đó là cái file rỗng, phải rỗng hoàn toàn và phải bật mở ra. Sau chúng ta có thể xử lý. Chúng ta xử lý xong rồi chúng ta đóng lại. Đóng lại nhé. Close. Như này. Còn đây là những lệnh chúng ta sẽ in ra. Ví dụ thì ra như sau này. Cái làm như sau này. Nhá, thì theo tôi cách chúng ta mà nên khuyên dùng nhất là chúng ta dùng lệnh print chúng ta in. Đấy. Lệnh print là cái lệnh là bình thường khi chúng ta mà đẩy dữ liệu ra thì đẩy ra màn hình. Nhưng nếu chúng ta đưa thêm một tham số nữa vào thì chúng ta sẽ đưa ra file. Đó, thì chúng ta chú ý nhé. Đây. Để cho tiện tôi sẽ không dùng cái từ cái này là F vào thôi cho nó khỏi lẫn. Cái này nhé. Đây, tôi print này. Mở ngoặc này. Việt Nam không nhớ là không không ấy nhá. Chú ý rằng là không có ấy đâu nhá, không có không không chữ là không không code nhá, chữ không tiếng Việt nhá, chữ là ASCII hết nhá. Rồi. Ít ra như thế này thì nó giống như là đối với file, đối với màn hình là nó có những cái tham số như là n bằng gì đó tôi bỏ qua. Mình thì nó sẽ là xuống dòng, nhưng mà có thêm sau, có thêm cái tham số file đó, file bằng f, thì đây chính là cái lệnh là in ra file nha. Tôi sẽ in ra cái chữ Việt Nam Cộng Hòa ra cái đối tượng file là f chính là cái này đấy nha. Ở đây có thể dùng từ file được mà thôi, tôi để cho nó phân biệt. Cái đây là từ khóa đặc biệt, đây là cái từ khóa của cái lệnh print nhé. Yeah. Print bằng F và làm bằng tên cái đối tượng file đã được mở ra từ trước để được ghi ra. Nhưng mà đây chính là dòng đầu tiên. Và đây chính là dòng đầu tiên mà cuối cùng của nó là xuống dòng. Đi dòng thứ hai, print dòng thứ hai. Print dòng thứ hai là ví dụ như là là 17 nhé. Yeah. 17 nhân với 101 như này đúng không? Bằng đóng ngoặc xong phải trái xong mà 17 nhân với 1101 đúng không? Phải số là file bằng f. Đấy. Vậy ra đây là dòng thứ hai đây. Tôi ra dòng thứ ba nhé. Dòng thứ ba tôi in ra cái chữ là n. Kết thúc cái file. Đây là file F. Thì các bạn thấy như vậy là dùng cách này thì chúng ta vì ghi ra file nó rất đơn giản thì nó chính là cái lệnh print nhưng mà có thêm cái tham số file. Nếu không có tham số file thì mặc định số lệnh chân thân nó sẽ in ra màn hình, còn có tham số file thì nó sẽ ghi ra cái file. Được chưa? Bây giờ tôi chạy thử này. Bài này tôi đặt tên nó là gì? Đặt tên nó là bài 4 đúng không? Bài 4. Mặc định để như này thì máy hiểu là máy tạo ra cái tệp này là cùng thư mục với cái tệp này. Cùng thư mục luôn. Nhá. Cùng thư mục luôn. Chúng ta chạy thử nhé. Chạy cái bài số 4 này. Cho nên các máy báo lỗi chứ không nào. Ôi, chắc bài 4 này sẽ nằm ở đây. F bằng open. Được chưa? Tự đánh giá này đi nhầm. Rồi, chạy thử này. Chạy rồi đấy. Bây giờ tôi mở cái tệp ra cho các bạn xem. Mở cái tệp và đây tôi chọn on file. On file. File out rồi này.
Nam Triều Cộng Hòa như vậy chứ, cái này bằng cái này nhé em này, như vậy là có in thành ba dòng luôn, tức là cái tạo khuôn còn in ra là in ra file y hệt như là chúng ta in ra dùng lệnh print. Thì cái lệnh print này là ta thôi là cái lệnh dễ hiểu nhất, vì chúng ta quen, chúng ta dùng rất nhiều lệnh print rồi, cái lệnh print đi ra là hợp lý nhất, được chưa? Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm một vài bài tập, vì đã, khi mà đã có file vào rồi thì chúng ta sẽ tha hồ làm các bài tập khác nhau. Rồi chúng ta làm thử một bài tập nhé. Bài tập như này, thì bài tập 1 này, thế bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái file mà gồm có như sau. Dòng đầu tiên là ghi số n, và dòng thứ hai là ghi n số nguyên trên một hàng ngang, và cần yêu cầu bài là đọc đọc cái số đó vào bài vào chương trình và in ra cái số dãy đó và tính tổng của nó, ví dụ thế nhé. Rồi tôi làm như sau này. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái file dữ liệu, dựng file ra luôn cho dễ nhé. Tôi tạo ra một file mới đi, làm một file mới nhé. Dòng đầu tiên ghi số là số 8, dòng thứ hai ghi 8 số tất cả, 8 này, 9 này, 1 này, 0 này, 10 này, 17 này, 18 này, 20. Đủ chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Đúng 8 số đây rồi. Nhân, bây giờ tôi ghi cái file này ra. Ghi cái file này ra với cái dạng là dạng có chữ là text rồi. Plain text này. Bằng plain text nhé. Ghi là vậy là file input 1 chấm .inp đấy, cho nên đây thì phải input đây, input 1 đấy nhá. Rồi thì bây giờ tôi làm một cái bài này, làm cái bài đơn giản là tôi đọc cái dữ liệu từ cái file input này nhá, input này đọc vào và tôi đọc dữ liệu vào và tôi lấy tôi in ra dễ ra và tôi tính tổng của chúng thành cái thứ in thôi, không cần đọc vào in ra cái dữ liệu trên màn hình nhé. Rồi làm như sau nhé, đây là bài số mấy, đây là bài số 5 nhé, bài số 5 nhé. Rồi làm như sau này, tôi tạo một cái đối tượng là f nhé. Open file có tên là input đúng không? Input chấm in và kiểu mở là kiểu đọc đúng không? Đấy, input là đây này, nằm gần bây giờ nhé. Đó. File này là file gì đây? File này là file, đây chính là file bài của chúng ta đây, bài mẫu của chúng ta đây. Bài 5 nhé. Bài 5. Được rồi. Thì như sau này, khi mở rồi tôi bắt đầu đọc cái này và cuối cùng tôi luôn để cuối cùng tôi để luôn cái lệnh luôn, các bạn luôn nhớ để cái lệnh đóng lại cho nó khỏi hỏng file. Close. Đây này nhé. Đó. Đầu tiên tôi cho n này. N là đọc vào từ ấy, đọc vào tôi dùng lệnh tôi chuyển luôn sang này. F này. Readline này. Readline. Đọc vào và đọc một dòng đầu tiên và chuyển ngay thành số nguyên luôn. Dòng thứ hai tôi sẽ đặt ra s bằng f viết lại. Như vậy là cái lệnh này sẽ đọc vào dòng đầu tiên, đúng không nào? Cái lệnh này là đọc dòng thứ hai. Dòng thứ hai, sau đó tôi sẽ chuyển vào một cái dãy, đúng không? Chuyển vào một cái dãy tôi viết a như này, đơn giản như này. Cái dãy đúng không? For in range len s a chấm pen như này, pen tôi chuyển sang số nguyên của chưa đủ, xin lỗi nhầm. Đây tôi phải thêm nữa là s thì bằng s chấm s split. Hôm trước tôi nhớ là chúng ta phải chuyển vì nó đọc trên một hàng ngang,
Để nó đọc đây là đọc trên một cái hàng ngang là một sâu, là một đọc vào luôn là sâu. Chúng ta sẽ phải dùng lệnh split, chúng ta chuyển thành một dãy. Chuyển thành một dãy nhá, chuyển thành một dãy, sau đó chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ đọc vào từng phần tử của dãy. Và chúng ta ấy luôn, chúng ta chuyển sang số nguyên luôn. Sau cùng tôi đã thông báo là đã đọc xong, green. Đã đọc xong. Tôi in ra cái dãy đó nhé. Green. Để đơn giản như này thôi, đúng không? Đi chạy thử nhé. Nhắc lại này. Lệnh ép lệnh là lệnh mở file. Mở file. Mở file không cần ghi, mở thôi. Sau đó tôi sẽ đọc vòng dòng đầu tiên và chuyển ngay sang vào số, vào thành số nguyên n. Dòng thứ hai, tôi đọc dòng thứ hai. Khi đọc vào luôn, đọc vào là đọc luôn vào là một sâu. Tôi muốn việc tôi phải chuyển. Như vậy đọc lần đầu tiên đọc vào thành sâu, tôi chuyển thành số n. Dòng thứ hai, tôi đọc vào thành một sâu, tôi dùng lại split, tôi chuyển thành một dãy. Để các cái ký tự, các cái sâu của sâu là một cái sâu của số. Sau đó tôi về chuyển từng phần tử của sâu vào dãy A, tôi chuyển thành số nguyên, tôi in ra. À, của mình là tôi lại input input một nhé, để là một input một đây này, không phải gọi là input, tôi muốn có vài cái input nữa. Đây này, đã đọc xong nhé. À, dãy của tôi là 8910 này, để chính xác chưa? Bây giờ tôi sẽ làm lại cái bài như thế này. Bây giờ tôi sẽ làm ngược lại nhé. Bây giờ tôi sẽ bài tiếp theo nữa là như sau. Tôi sẽ tạo ra một cái ma trận đơn vị bậc n, sau tôi ghi ra cái đọc từ bàn phím vào số n, tạo ra một ma trận đơn vị bậc n, sau đó tôi đọc từ cho máy tính luôn, cho n gắn số bất kỳ, tạo ra ma trận đơn vị bậc n, sau tôi ghi ra cái file là một cái ma trận nhé. Nhưng mà chúng ta học cái lệnh ghi file rồi. À, chúng ta làm nha, mình chúng ta sang bài số 6 này. Thì bài tập về phần file này nhiều lắm, hôm nay chúng ta làm vài bài thôi, còn từ các buổi sau sẽ có nhiều bài tập hơn nhé. Rồi như sau nhé, là đây như sau này, tôi đầu tiên tôi tạo một cái hàm sinh ma trận đơn vị nhé, đây là n này thì như sau này, tôi cho a bằng rỗng này, rồi for i in range n này nhé, tôi cũng đặt một cái tem bằng này, như lại hôm trước nhé, là như sau này. Ở phía trước là có y số 0 nhé. Sau đó là tôi cộng vào là số 1. Sau đó là cộng vào là nhân với bao nhiêu? Nhân với n trừ y trừ 1 trừ một số 0 nữa. Đấy. Và tôi pen cái tem này vào a. Vậy số 2 cho lọc for này thì a chính là cái ma trận đơn vị, và ở đây tôi trả lại a thì thường a. Bắt đầu chương chính nhé. Tôi tạo một cái file là open file đặt tên là out, tên là ma trận đi, mà trận ao, được chưa? Và
kiểu mở là kiểu V kép là chúng ta được phép ghi ra. Em ghi ra. Sau đó đây tôi làm như sau. À, cuối cùng là tôi đóng lại đây. Như thế này. Tóm lại là cái lệnh mở đọc file của Python nó rất rất đơn giản. Nó chỉ có vài lệnh chúng ta nhớ nhé. À, thì đầu tiên là ghi này, chúng ta sẽ phải lực ghi từng dòng từng hàng một của mặt trận vào giống như ghi trên màn hình thôi nhé. Nhắc lại là for này. À, chưa đủ. Tôi phải biết là tôi phải gán n bằng 10 chẳng hạn. Xong tôi gán a bằng ma trận đây, ma trận n sinh ra ma trận n, thì ma trận n ở đây mà là cái hàm số này, ma trận đây. Xong giờ tôi bắt đầu tôi in ra này, for này y in range n này, xong là for g in range n nữa này, tôi print. Các bạn cứ làm như giống như tôi in ra màn hình thôi, chỉ khác bây giờ chúng ta sẽ in ra là in file. Cái tư duy của chúng ta là y hệt như lại in ra màn hình IG đây đúng không? Ở đây chúng ta chú ý là file bằng F đấy. Sau đó là N để ta ghi trên một cái hàng ngang đấy. Hết cái hàng ngang này thì chúng ta xuống dòng dùng cái lệnh là print sau đó là file bằng F không in gì cả, là máy hiểu tự động hiểu là xuống dòng, sau đó là thôi, sau cái lần này là xong. Đấy. Đấy. Yeah. Tức là chúng ta y hệt như là chúng ta in ra in y hệt như là in ra màn hình vậy, chỉ khác in ra màn hình là gì, là chúng ta mà là chúng ta có thêm cái file này vào, chỗ đó bất cứ chỗ nào thêm cái file này vào. Yeah. Chúng ta ghi cái file này ra thành bài xong chạy thử nhé. Bấm nhầm rồi bây tôi mở này, tôi mở cái file này ra này, file ra là file tên là mặt trận ao nhé, mặt trận ao này. In ra cái mặt trận này. Đi sao hoàn toàn không? Bây giờ tôi làm mấy nhé. Bây giờ như này. Vậy in ra tức là cái việc in ra nó rất là đơn giản. Như này nó giống như đây thôi nhé. Chúng ta không phải có thời gian để làm, tôi làm một bài tập nhỏ thôi nhé. Đây, mình làm một bài tập nhỏ thôi nhé. Không còn thời gian không này. Bây giờ như sau nhé. Tôi sẽ input đây. Tôi làm cái bài tập như là thật cho chúng ta thử nhé, thử. Input đây, bây giờ tôi save as sang input 2 nhé. Input 2. Rồi, thì bây giờ sửa như sau nhé. Đây, đầu vào của input là gồm có nhiều hàng, mỗi hàng là một số bất kỳ. Ví dụ là phần đầu tiên là 10 dòng 8, dòng thứ hai là 10, dòng thứ ba là 25, được chưa? Đấy, như vậy đầu vào là người ta không hạn chế là số lượng phần tử, chỉ biết là mỗi một hàng là một số, chưa? Đầu ra như sau, đầu ra tôi cần là in ra là mỗi một hàng là in ra cái dãy các cái khai triển nguyên tố của cái số này. Ví dụ 8 in ra là 2222, 10 in ra là 25 và 25 in ra là 55. Đấy, ví dụ như thế nhé. Rồi làm nhanh như thế nhé. Bây giờ tôi new một cái file này, new một cái file mới này. Đây new một cái bài như là bài thật luôn nhé. Đấy. Thì tôi làm như sau này.
À tôi luôn. Cái bài này là gì? Bài này là vừa rồi là input input 2 và đầu ra là output 2. Được chưa? Thì tôi làm tổng thật cho bạn xem, tôi sẽ nhất là bài 8 nhé. Tôi là F in này. F in là open này. Đúng không? Input này. Input 2, đúng không? Input 2.in. R nhé. File out này. File out này. Bằng này. Open này. Output này. Output 2.in này. P này. Phẩy này. Vì kép. Tôi mở luôn hai, tôi mở luôn hai đối tượng file luôn nhé. Một đằng là input 2, một đằng là output 2. Đấy là luôn cho nó tổng quát luôn cho các bạn thấy nhé. Output. Được chưa? Rồi, thì bây giờ tôi là tôi đọc này. Yeah. Tôi mới như sau này. Tôi mới for line in f in. Đấy, tôi đọc lần lượt cái này nhé. Đấy. Được chưa? Sau tôi đặt n, tôi mới đây. Đặt n tôi làm như sau. N là line đây, mà line mà. Tôi n tôi sẽ chuyển file này. Sau tôi là dùng cái thủ tục tôi in ra cái này nhé. Thì làm thế nào nhỉ? Tôi dùng cái gì nhỉ? Để tôi dùng bây giờ tôi dùng ở đây một cái thủ tục đây def file chuyển. Tôi biết sau nhé. File chuyển n, kết quả sẽ in ra là một cái lòng là đưa vào một dãy, dãy các phần tử. Được chưa? Hãy khai triển n nhé. Thì tôi cho nhắc lại một tí này, đối với n là nguyên tố thì làm như sau này. Tôi làm nhanh cái tục cho đơn giản thôi nhé. Tôi làm như sau này. Y tôi làm thật nhanh cái lệnh này. Y n lớn hơn là bằng 1 để tôi làm này. Tôi cho một số k. Đầu tiên là cho k chạy bằng 2. Sau đó tôi làm như thế này. If k if n chia cho k không. Đúng không? Thì tôi đây nhân lần tôi đây tôi phải làm lại cái nữa này. Chia cho một dãy a này. Rỗng này. Nếu mà k mà nó chết cho k thì tôi đưa luôn a và a n k n. Sau đó tôi làm như sau nhé. Khởi lịch dòng một tí y. Ừ, thế nào nhỉ? Y n lớn hơn 1 n.
bấm n chữ k n và k. Xong từ đây là gì, từ đây qua chỗ này rồi thì là tăng k lên một đơn vị. Được chưa? Và cuối cùng ở đây là tôi trả lại bình thường. Đây là cái nôm na, đây là cái đoạn lập trình ngắn đây, là ngắn nhất cho đơn giản, là cho đây, tôi sửa lại sau nhé, việc tôi chạy cho chút đúng là thật cho nhanh nhé này. Rồi a n này, sau đó tôi gán a bằng khai triển, khai triển n, tôi in luôn ra, tôi in luôn ra cái a này ra nhé, tôi in luôn ra for k in a print print k file bằng f out n bằng đó. In xong một cái hàng này rồi thì trước khi sang cái dòng tiếp theo tôi dùng cái lệnh là print print file bằng f out để cho nó xuống dòng. Đấy. Cái đây là hết nhé, hết cái vào for là hết, thì tôi đóng cả hai là f in close f out close close. Tôi chưa kiểm tra đúng cái sai đây, bây giờ chạy thử kiểm tra chạy xong nó ra nó nhé. Đây là bài 7. Rồi. Rồi cũng đã. Rồi mình kiểm tra, tôi mở cái file output ra. Output 2 rồi. Output 2 đúng. Sai tôi sẽ sửa sau nhé. Input mở cái output, output 2 được rồi, output 2 đây, không có gì à, out test, kiểm tra lại cho này, output 2.ad, chấm in nhé. Thầy 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 để file name output 2, output 2 là thầy để file name trên máy tính là output 2 phải inner rồi thầy. Trên máy tính đó thầy. Máy tính đã có chưa? Output 2. Được chưa cơ? Dạ không, có file output 2 trên máy tính của thầy, thầy để là output 2 phải inner rồi thầy. Trả lại nhé, trả thử nhé. Không thấy lỗi đúng không? Đây đúng không? Ở đây đây tôi file này đúng không? Dạ, đúng là phải phải không phải đây, là đây, đây là phải biểu tượng chấm. Chấm cái file nào nhỉ? Đây này, đây phải chấm cái file này đúng không? Dạ. Không ra nhỉ? Vẫn chưa ra đúng không? Mà trận nào đúng rồi này. Input 2. Đấy, nhưng tôi gần như vậy nó vẫn chưa ra, để tôi kiểm tra cho nó sai chỗ nào nhé. F in này. Input 2 đúng không? Đây. À vâng. K bằng 2 đây. Nhưng mà chia cho n thì ta k thì ta sẽ tiếp tục liên tục chia nữa thì là nó bằng, nó không ở thì thôi.
chừng nào mà nó còn chưa hết lớn một thì ta còn chia ra anh này, ta đưa nữa k nó vào, ta tăng k lên một. À xem cho mình bị sai này. Đây, nhầm cái này này. Đấy. Đưa ra ngoài kìa. Đúng. Phải in, không có chữ T. Rồi. Rồi, làm gì mở ra. Phải in. Đấy, 22, 25, 25. Ờ, cái sai, cái sau sai nhau nhỉ? Cái bài in thiếu chữ T ấy này. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 22, 25, 25 chính xác rồi. Đúng không? Đây, phải input đây này. Đấy, bây giờ làm cái số to hơn nhé. 100 này. 10.000 nhé. Đấy, để thử này. Vậy tôi đóng lại này. Mở xem file input 2.input. Ừ. Input 2 đây đúng rồi mà. À đây tôi chưa chạy. 7 đây, chạy nhé. Rồi. Mở file input 2 chấm input. Đấy. Thì xác rồi đấy, nhưng cái bài 7 hơi phức tạp một chút nhé. Nhưng mà nó không quan trọng lắm. Quan trọng là chúng ta nhớ cái cách chúng ta làm thôi. Tức là cái cách làm việc với file của Python nó giống hệt như là chúng ta hay làm đối với C và với Pascal, giống hệt luôn, không gì cả nhé. Yeah. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Yeah. Buổi sau chúng ta sẽ vẫn cứ làm bài tập tiếp cái phần để làm lại nhiều liên quan đến phần file này, chúng ta phải làm lại nhiều bài tập nữa nhé. Yeah. Buổi sau sẽ dành cho hẳn một buổi để làm phần bài tập liên quan đến dãy tổng, một cái bài tổng ôn tập về dãy, về sâu và về file nhé, buổi sau nhé. Và chúng ta nghỉ ở đây nhé.